Ngày 27 tháng 4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm với chủ đề Đảm bảo nguồn cung ứng nước sạch, hạn chế khai thác nước ngầm. Tại hội thảo, Tiến sĩ Hà Quang Khải, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết, từ năm 2000 trở lại đây, nước ngầm có vai trò quan trọng trong việc cấp nước, sinh hoạt và phát triển kinh tế với 300.000 mét khối mỗi ngày và tăng liên tục với 700.000 mét khối năm 2012. Nguyên nhân là mạng lưới cấp nước còn hạn chế nên người dân buộc phải sử dụng nước ngầm. Ông Khải cho rằng nếu chúng ta khai thác quá nhiều, tập trung một chỗ sẽ làm hạ thấp mực nước. Tình trạng này dẫn đến một số vấn đề liên quan như sụt lún mặt đất, khu vực các huyện Bình Chánh, Cần Giờ hay Nhà Bè. Tốc độ sụt lún gia tăng hơn, cao nhất là 4cm trên một năm. Không chỉ vậy, nếu chúng ta khai thác quá nhiều lỗ khoan ở từng hộ gia đình sẽ làm ô nhiễm từ trên bề mặt thấm xuống các tầng nước sâu. Nguồn nước hạ thấp sẽ làm chênh lệch áp lực nên mức độ thấm từ trên mặt đất sẽ nhanh hơn. Trước thực trạng trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp như chám lấp giếng khoan, nhiều chính sách để hạn chế khai thác nước ngầm nhằm giảm rủi ro ô nhiễm nguồn nước. Ông Đào Phú Khánh, trưởng khoa sức khỏe môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải đảm bảo cung cấp nước sạch 100% cho người dân. Đến năm 2018, với sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, 100% người dân đã sử dụng nước sạch. Ông Khánh cho biết, việc vận động người dân sử dụng từ giếng khoan sang nước máy cần có một quá trình bởi vấn đề này đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân. Người dân không sử dụng nước máy cũng có thể là do thói quen, do muốn tiết kiệm tiền nước, phí bảo vệ môi trường. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.